Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, gay cấn nhân sự chủ chốt Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiều năm trở lại đây, cứ trước mỗi kỳ đại hội đảng, các phe phái lại đấu đá nhau đủ mọi hình thức, từ tung tin mật, bôi nhọ, hạ uy tín lẫn nhau đến đấm sấp mặt của các đối thủ chính trị của mình. Mỗi bên đều dựa vào các trang mạng xã hội hoặc lập ra các trang blog riêng để tấn công. Góp phần vào đội ngũ này còn có những phóng sự điều tra công phu thuyết phục bạn đọc, cùng với những số liệu, tư liệu khó bác bỏ đăng trên báo chí chính thống, tham gia vào trận chiến tranh giành quyền lực của các phe chính trị gia. Hầu hết bài vở đánh nhau được đăng tải trên mạng xã hội có nguồn gốc thông tin và nhận định logic bài bản, khoa học và chuyên nghiệp. Các trang quan làm báo, vua làm báo ra đời đầu năm 2012, đối tượng tấn công là ông Nguyễn Tấn Dũng và Bộ Sậu. Trang Tư Sang Nham Hiểm có từ tháng 4 năm 2014 nhắm vào ông Trương Tấn Sang v.v. Nhưng dung chuyển cung đình nhất phải kể đến trang Chân Dung Quyền Lực. Trang Chân Dung Quyền Lực xuất hiện khoảng tháng 10 năm 2014 trước Hội nghị Trung ương 10 chuẩn bị nhân sự cho Đại hội khóa 12 diễn ra vào tháng 1 năm 2016. Hầu hết các bài viết nhắm vào Nguyễn Xuân Phúc, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Hòa Bình và một phần về chuyện Nguyễn Bắc Thanh bị đầu độc phóng xạ. Chân Dung Quyền Lực vén lên những bí mật thâm cung bí sử, những điều mà dân chúng đi khi đọc đều không khỏi bàng hoàng về sự dối trá, tham nhũng và hư đốn của cán bộ cấp cao trong giới lãnh đạo thượng tầng quốc gia. Tất nhiên nếu không có tay trong nội bộ đảng tuồn tài liệu thậm chí lập ra những trang web đó thì khó có ai viết được như thế. Sau khi vụ án Vũ Nhôm nổ ra, người ta càng hiểu rõ trang Chân Dung Quyền Lực là của ai, mục tiêu của nó là gì và nhắm vào đâu. Năm 2015, nhất là thời điểm sắp đại hội, đã xuất hiện nhiều hơn những bài viết tấn công trực diện vào các ứng viên nặng ký cho bộ máy cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những status của các cây bút tên tuổi công khai ra mặt chỉ trích, hàng loạt đơn thư tố cáo của các giáo sư lý luận, của cựu lãnh đạo cấp cao của lão thành cách mạng được tung lên mạng xã hội rất quyết liệt như muốn kết thúc trận đấu ở hiệp cuối cùng. Còn nhớ sức mạnh của trang mạng xã hội có ảnh hưởng rất lớn đến nỗi ngày 12 tháng 9 năm 2012 chịu hết nổi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lệnh cho đàn em ra công văn số 7169 VPCPNC do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Quang Thắng ký nêu rõ. Các bộ, ngành, địa phương, lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức không xem, không sử dụng, loan truyền và phổ biến các thông tin đăng tải trên các mạng phản động. Còn chưa đầy 10 tháng nữa, Đại hội thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ chính thức mở màn. Từ đây đến thời gian khai mạc đã được chốt vào khoảng trung tuần tháng Giêng năm 2021, chỉ còn khoảng 3 kỳ hội nghị trung ương nữa là tới Đại hội 13. Hội nghị Trung ương 12 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6 năm 2020, có thể phải rời lại bởi đại dịch virus Vũ Hán hoành hành khi mà số ca nhiễm ở Việt Nam đã vượt lên con số khủng khiếp. Ở cơ quan đầu não Trung ương, tam trụ bỗng im hơi lặng tiếng bởi sự vắng mặt khó hiểu của Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng lẫn bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Khẩu hiệu trong mùa đại dịch chống dịch như chống giặc được đưa ra, người ta thấy ông Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Đức Đàm, Tả Sung Hữu Đột bơ phờ vì chỉ đạo chống dịch. Ngược lại, sự im lặng đáng sợ của nhiều quan chức cấp cao khác thật là khó hiểu. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không thấy xuất hiện, bản thân ông Trọng đến giờ này sức khỏe sa sút thấy rõ, thời gian ông nằm ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà và thời gian ông đi làm cũng không thấy được nhiều và rất là thưa thớt. Hồi phục sau đột quỵ hôm 14 tháng 4 năm 2019 tại Kiên Giang, nhưng ông vẫn bị di chứng nặng nề, khuôn mặt hốc hác già nua, tay yếu, hai chân đứng không vững, đi thì bị xoắn. Vì vậy, ông Trọng tránh hầu hết các sự kiện quan trọng. Có vẻ như ông Trọng chỉ xuất hiện họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nơi cần có ông chỉ đạo và ra quyết định cuối cùng. Bạn thân, người bạn học tri âm với ông Trọng ở Đại học Tổng hợp, phóng viên chiến trường và cũng là cựu quan chức của vụ báo chí VP Chính phủ, ông Dương Đức Quảng. Trong nhiều bài viết của mình, ông Dương Đức Quảng ca ngợi ông Trọng là người bình dị, tài đức vẹn toàn, không màng danh lợi, không vun vén cá nhân.
Ông Quảng từng viết Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là người tử tế và rất chu đáo. Cách hành xử với thầy cô, các bạn luôn có nghĩa, có tình và có trước, có sau. Ông Quảng qua đời hôm 19 tháng 1 năm 2020, thọ 75 tuổi. Thủ tướng Phúc đến, ông Trọng gửi vòng hoa mà không trực tiếp viếng vì lý do sức khỏe. Lần xuất hiện gần nhất hôm 27 tháng 2 năm 2020, ông Trọng tiếp các đại sứ trình quốc thư. Về phía Chủ tịch Quốc hội, lần xuất hiện gần nhất bà Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đại sứ Ấn Độ. Câu hỏi dẫn lên có hay không một khoảng trống quyền lực nhất định đang xảy ra tại Ba Đình. Cũng như các cuộc đua trước, Đại hội 13 được nhiều người đánh giá cũng không êm ả gì khi các bộ sậu đấu đá ngầm vẫn đang tiếp tục diễn ra. Chỉ thị 35 CT trên TVK ban hành tháng 5 năm 2019 của Ban chấp hành Trung ương và hướng dẫn 26 HD BTC TVK tháng 10 năm 2019 nhằm thực thi nội dung chỉ thị 35 CT trên TVK về đại hội đảng các cấp nêu rõ. Kiên quyết sàng lọc không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, phẩm chất năng lực uy tín giảm sút, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ bè phái cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh. Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, chạy chức, chạy quyền, tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm. Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm. Quan liêu cửa quyền thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân. Bản thân hoặc vợ chồng còn vi phạm các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan đơn vị, bản thân cán bộ, kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao. Nếu đúng như tinh thần của các văn bản đó thì Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bầu ra 200 vị thánh chứ không phải là người phàm nữa. Trong khi tìm một người bình thường trong hàng ngũ quan chức đảng không ra bởi họ mang hình hài là con người nhưng không còn là con người nữa, lấy đâu ra thánh để bầu vào Trung ương, Bộ Chính trị. Hôm 23 tháng 9 năm 2019, đài truyền hình MBC của Hàn Quốc đưa tin vụ việc 9 người Việt đi nhờ chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân rồi bỏ trốn tại Hàn Quốc. Sự việc diễn ra vào hồi tháng 12 năm 2018 trong chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Moon Hee Sang. Đã gần một năm, câu chuyện được xới lên dùm beng trên báo đảng cả nước, chắc chắn không có chuyện tình cờ. Uy tín của bà Nguyễn Thị Kim Ngân sút giảm đáng kể, mặc dù bà xem như đã hết cửa chạy đua trong tái cử tứ trụ. Tháng 9 năm 2019, Bộ Chính trị ban hành quy định 205 trên QĐ-TVK về kiểm soát quyền lực và chống chạy chức chạy quyền trong công tác cán bộ. Có lẽ vì nhận ra lối làm nhân sự mập mờ phe nhóm, vì vậy hôm 25 tháng 9 năm 2019, tạp chí Cộng sản phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới. Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong tham luận của mình, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Minh Thông, trợ lý Chủ tịch Quốc hội nêu một số ý kiến. Đề nghị nên công khai danh sách 200 nhân sự quy hoạch trung ương khóa mới để đảng viên biết và giám sát nhân dân phản biện, đóng góp ý kiến. Cần xem lại bất cập trái nguyên tắc tập trung dân chủ của quyết định 244 rằng quyết định 244 thực sự có vấn đề về dân chủ. Các ứng viên lãnh đạo cần có chương trình hành động cụ thể. Việc Phó giáo sư tiến sĩ Lê Minh Thông, người giữ chức trợ lý của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, bạo miệng như thế cũng là điều đáng chú ý. Tại phía Nam, cựu bí thư Lê Thanh Hải, người có 4 khóa tham gia Bộ Chính trị Trung ương, 2 khóa ngồi Bộ Chính trị, kiêm bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bị đề nghị kỷ luật và bêu trên phương tiện truyền thông cả nước cũng gây rúng động dây chuyền. Người đứng ngồi không yên chính là Võ Văn Thưởng, bởi chức ghế dành cho ông ở Đại hội 13 rất mong manh và lắm kẻ dòm ngó. Sới vật mùa xuân năm 2021 đang đi vào khúc cuối, danh sách 204 ứng viên Ban chấp hành Trung ương đã được Bộ Chính trị khóa 12 phê duyệt. Những ai sẽ là trường hợp đặc biệt khi đã quá tuổi 65, những ai sẽ may mắn được chốt vào danh sách ứng viên Bộ Chính trị khóa mới dự kiến thông qua tại Hội nghị Trung ương 12 sắp đến.
Dưới đây là những nhân vật sáng giá dự kiến sẽ lọt vào danh sách Bộ Chính trị khóa 13 cũng như chức vụ mà họ là ứng cử viên. Thứ nhất, Trần Quốc Vượng sinh năm 1953, quê Thái Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, ứng viên chức Tổng Bí thư. Thứ hai, Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1954, quê Quảng Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, ứng viên Chủ tịch nước. Thứ ba, Trương Thị Mai sinh năm 1958, quê Quảng Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, ứng viên Chủ tịch Quốc hội. Thứ tư, Trương Hòa Bình sinh năm 1955, quê ở Long An, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Thường trực, ứng viên Thủ tướng. Thứ năm, Phạm Minh Chính sinh năm 1958, quê Thanh Hóa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ứng viên Thường trực Ban Bí thư. Thứ sáu, Tô Lâm sinh năm 1957, quê Hưng Yên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, ứng viên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Thứ bảy, Nguyễn Văn Bình sinh năm 1961, quê Phú Thọ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, ứng viên Phó Thủ tướng. Thứ 8, Phạm Bình Minh, sinh năm 1959, quê Nam Định, Ủy viên Bộ Chính trị, tái ứng cử Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao. Thứ 8, Vương Đình Huệ, sinh năm 1957, quê Nghệ An, Ủy viên Bộ Chính trị, tái ứng cử Bí thư Thành ủy Hà Nội. Thứ 10, Võ Văn Thưởng, sinh năm 1970, quê Vĩnh Long, Ủy viên Bộ Chính trị, tái ứng cử Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Thứ 11, Vũ Đức Đam, sinh năm 1964, quê Hải Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, tái ứng cử Phó Thủ tướng. 12, Lương Cường, sinh năm 1957, quê Phú Thọ, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, ứng viên Bộ trưởng Quốc phòng. 13, Phan Đình Trạc, sinh năm 1958, quê Nghệ An, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, ứng viên Bộ trưởng Bộ Công an. 14. Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1958, quê Quảng Ngãi, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, ứng viên Trưởng Ban Nội chính Trung ương. 15. Trần Cẩm Tú, sinh năm 1961, quê Hà Tĩnh, Bí thư Trung ương Đảng, tái cử chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 16. Trần Thanh Mẫn, sinh năm 1962, quê Hậu Giang, Bí thư Trung ương Đảng, tái ứng cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 17. Nguyễn Văn Nên, sinh năm 1957, quê Tây Ninh, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương, ứng viên Trưởng Ban Dân vận Trung ương. 18. Nguyễn Thành Phong, sinh năm 1962, quê Bến Tre, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ứng viên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. 19. Lê Thị Nga, sinh năm 1964, quê Thái Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, ứng viên Phó Chủ tịch Quốc hội. Từ nay đến đại hội sẽ còn có không ít những trận thư hùng nảy lửa trên báo chính thống lẫn các trang mạng xã hội. Các phe nhóm đang ấp ủ mưu sâu nhằm trình diễn những tuyệt kỹ cung phu, những đòn đánh kinh hoàng để hạ knock out, loại bỏ đối phương trong những phút bù giờ. Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 bế mạc chiều ngày 14 tháng 5 năm 2020, sau 4 ngày làm việc vẫn không cho ra kết quả đúng như mong đợi. Hội nghị chỉ giải quyết được 2 trong 3 nhóm vấn đề cốt lõi. Bàn việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bàn về tiêu chuẩn số lượng, phương pháp, quy trình bầu bán Ủy viên Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và việc phân bổ đại biểu đại diện hội Đại hội 13 của Đảng. Vấn đề thứ ba vô cùng quan trọng là linh hồn của chương trình nghị sự, đó là công tác chi tiết nhân sự chủ chốt. Ban chấp hành Trung ương khóa 13 đã vấp phải khó khăn. Con người cụ thể bàn chưa ra, chỉ làm được mỗi việc tiến hành ghi phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như tiêu chuẩn Ủy viên Trung ương, điều kiện cơ cấu số lượng quy trình giới thiệu. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tự hào về đội ngũ kế thừa nhưng cứ mỗi kỳ đại hội lại tỏ ra lúng túng và bế tắc. Nguyên nhân không phải là vấn đề thiếu người mà vì thể chế độc tài đảng trị thì ai ngồi vào Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương mà chẳng được. Năm xưa Tiều Phu Nông Đức Mạnh thừa nhận mình không tài cán gì, vậy mà ông vẫn ngồi 2 nhiệm kỳ Chủ tịch Quốc hội khóa 9 và 10, rồi còn thêm 2 nhiệm kỳ Tổng Bí thư cũng khóa 9 và 10 đó sao? Vấn đề sâu xa là tranh giành quyền lực, không phe nào chịu nhường phe nào. Ông Nguyễn Phú Trọng từng phải có 2 người phụ nữ dìu đi. Theo quy định, Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư khi quá tuổi 65 là phải nghỉ. Ủy viên Trung ương cũng chỉ giới hạn ở độ tuổi 60, trừ trường hợp đặc biệt.
Ở Đại hội 12, trường hợp đặc biệt quá tuổi được giới thiệu tái cử Bộ Chính trị có mỗi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cấp ủy viên Trung ương quá tuổi giới thiệu tái cử gồm các ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Đỗ Bá Tị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng, Huỳnh Phong Chanh, Tổng thanh tra Chính phủ. Tuy vậy, nhưng do dính nhiều bê bối bị tố cáo, ông Huỳnh Phong Chanh đã bị out ở Trung ương 12. Quay trở lại với Đại hội 13 ngày 2 tháng 1 năm 2020, Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành quy định số 214 QĐ-TVK của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban chấp hành Trung ương Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý. Quy định 214 thay thế cho quy định 90 QĐ-TVK ngày 4 tháng 8 năm 2017 của Bộ Chính trị. Khi quy định 90 ra đời, dư luận râm ran rằng ông Trọng mở đường cho người kế nhiệm Trần Quốc Vượng, nhưng ngay sau đó đã xuất hiện sự so sánh ông Vượng và các ứng viên khác ở một số tiêu chí quy định 90. Nếu quyết liệt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì ông Vượng không bằng ông Phúc, còn uy tín cao trong Trung ương, Bộ Chính trị, trong Đảng thì bà Ngân là người nổi trội hơn hẳn. Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng và Bộ Sậu tham mưu đau đầu nghĩ cách vì thế. Quyết định 214 ra đời thay thế cho quy định 90, góp phần hóa giải vấn đề. Quyết định 214 tiêu chuẩn Tổng Bí thư chỉ yêu cầu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ở phần uy tín, yêu cầu phải là người có uy tín cao trong Trung ương, Bộ Chính trị, trong toàn Đảng và nhân dân, thay vì chỉ có uy tín trong Trung ương, Bộ Chính trị và toàn Đảng như quy định 90. Quyết định 214 yêu cầu chức danh Tổng Bí thư phải bình tĩnh sáng suốt thay cho quyết định quyết liệt trước những vấn đề khó phức tạp liên quan đến vận mệnh của Đảng, của quốc gia và của dân tộc. Rất dễ dàng nhận thấy ông Trần Quốc Vượng là người trầm thầm và bình tĩnh sáng suốt và có uy tín cao trong nhân dân, vì lẽ ông là truyền nhân của phe đốt lò do Nguyễn Phú Trọng cầm trịch. Nhưng ác nỗi khi lấy phiếu thăm dò trong các phiên họp của Bộ Chính trị, ông Vượng lại thấp phiếu hơn ông Phúc và cả so với bà Ngân. Ông Vượng có số phiếu chỉ ngang bằng ông Nhân. Khi đưa ra thăm dò ở Hội nghị Trung ương 12, tình hình có vẻ phức tạp hơn nhiều. Có những ý kiến yêu cầu bỏ trường hợp đặc biệt, ai quá tuổi ứng cử thì nghỉ, nhường cho những người trẻ hơn. Lại có ý kiến phản bác nhấn mạnh cần thiết phải có người già, giàu kinh nghiệm để lèo lái con thuyền của Đảng đi đúng hướng. Họ cũng nâng quan điểm cảnh cáo sẽ nguy cơ nguy hiểm cho chế độ nếu như chuyển giao quá nhanh, quá gấp gáp. Cuối cùng, Trung ương chốt cần phải có trường hợp đặc biệt, nhưng ai phải về làm người tử tế, ai được ở lại khóa 13 nhiệm kỳ 2011-2016, xin lỗi các bạn, 2021 và 2026. Một lần nữa, ông Trọng và Bộ Chính trị lại phải đau đầu suy tư. Năm 2015, khi bàn nhân sự cho Đại hội 12 cũng vấp phải tình trạng các phe không ai chịu ai. Cuối cùng, khi Nguyễn Tấn Dũng có đơn không tái cử, ông Trương Tấn Sang cũng không khai rút lui, thì Nguyễn Sinh Hùng, Tô Huy Dứa, Lê Hồng Anh, Phạm Quang Nghị, Lê Thanh Hải mới phải bỏ tham vọng ngồi lại thêm một nhiệm kỳ. Tại hội nghị 12, khi lấy phiếu đề cử nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13, ai nấy đều choáng khi có đến 1/2 ủy viên Trung ương khóa 12 được giới thiệu làm ứng viên và gần một nửa trong số đó ứng cử tiếp cho vị trí quyền lực số 5 sau tứ trụ, đó là ghế thường trực Ban Bí thư. Điều đó cho thấy có sự phân hóa đang rất cao, các phe đang quyết tranh giành những vị trí lãnh đạo chủ chốt một cách không khoan nhượng. Phe miền Bắc muốn giữ lại ông Trần Quốc Vượng và Đại tướng Ngô Xuân Lịch, cánh miền Nam thì muốn ông Nguyễn Xuân Phúc ngồi vào ghế Tổng Bí thư. Phe miền Nam thì thích cả ba người Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thiện Nhân và Trương Hòa Bình tái ứng cử khóa 13 tranh ghế tứ trụ. Phe ông Trọng đang rút ra bài học kinh nghiệm hồi Đại hội 12 khi Hồ Mẫu Ngoạt được quy hoạch vào Ban Bí thư giữ chức Tránh Văn phòng Trung ương Đảng và Nguyễn Thị Kim Tiến tái cử ủy viên Trung ương nhiệm kỳ 2 bất ngờ bị đánh văng ra khỏi danh sách Bộ Chính trị Trung ương. Trong khi đó, những người không có trong phương án nhân sự chủ chốt lại lọt vào Bộ Chính trị như Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Bình, lọt vào Ban Bí thư như Nguyễn Văn Nên. Sáng 27 tháng 5 năm 2020, tại hội nghị báo cáo viên tuyên giáo, ông Nguyễn Hồng Diên thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 12, ông Diên cũng đã nhắc lại sự cố này dù không nêu chi tiết. Nguyễn Hồng Diên sinh năm 1965, quê Hưng Hà, Thái Bình,
ông Diên được xem là đồ đệ của ông Trần Quốc Vượng. Ông Diên sau khi ca ngợi ông Trọng lên mây xanh thì chốt rằng cần có những người lão luyện về mặt chính trị, kinh nghiệm để chèo lái con thuyền đất nước vượt qua sóng gió nguy nan. Và nếu như Ban chấp hành Trung ương Đại hội lựa chọn được những người tái cử trong trường hợp đặc biệt để đảm đương vị trí chủ chốt của Đảng, nhà nước thì sẽ rất vững vàng để đưa đất nước vượt qua khó khăn. Ông Nguyễn Hồng Diên cũng thừa nhận có đánh nhau từ trong cuộc, khi chỉ có một ghế nhưng có nhiều ứng viên. Dư luận đang đồn đoán ông Nguyễn Phú Trọng sẽ rút lui, Trung ương có thể tái kích hoạt quy chế cố vấn Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương dành cho ông. Ông Trọng có niềm tin và quyết tâm đưa ông Trần Quốc Vượng lên thay thế mình. Tiểu ban nhân sự do ông Trọng đứng đầu có thể dùng 3 yếu tố đạo đức lối sống, đơn thư tố cáo và tài sản bất minh để loại bất kỳ ứng viên nặng ký nào vào phút 90. Ông Vượng là nhân vật kiên định chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh và sẽ tiếp tục chiến dịch đốt lò dở dang của ông Trọng. Trung ương bây giờ chỉ còn lựa chọn một trong hai phương án, hoặc là ủng hộ tuyệt đối ông Vượng trong vai trò Tổng Bí thư, hoặc là ông Trọng sẽ ở lại thêm một nhiệm kỳ nữa. Tất cả sẽ được giải quyết trong các phiên họp Bộ Chính trị tới đây, trước khi trình Hội nghị Trung ương 13 để chốt danh sách. Trong một động thái khác, con trai ông Trọng là Nguyễn Phú Trường, sinh năm 1978, Phó Giám đốc Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam, được Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp nhận bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền từ ngày 22 tháng 1 năm 2020. Nguyễn Phú Trường được cho sẽ đặc cách để vào Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương khóa 13 khi bố ông từ giã chính trường. Trong khi đó, Phạm Quang Thanh, sinh năm 1981, Phó Bí thư huyện Sóc Sơn, Hà Nội, con trai của ông Phạm Quang Nghị, có thể được vào Ủy viên Dự khuyết. Nguyễn Phú Trường nhận quyết định từ Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng. Một diễn biến nữa cũng đang nóng chính trường, đó là Ủy ban Phòng chống tham nhũng Trung ương chỉ đạo hoàn tất điều tra 5 đại án kết thúc cuối năm 2020, tức là trước khi khai mạc Đại hội Đảng 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có vụ công ty Nhật Cường trốn thuế buôn lậu rửa tiền có liên quan đến gia đình của Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Hà Nội, gươm vẫn đang treo trên đầu chung con. Vụ tham ô tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn Sagri, bị can Lê Tấn Hùng là em trai của Lê Thanh Hải, cựu bí thư Thành Hồ. Vụ gang thép Thái Nguyên lãng phí thất thoát tài sản gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến Ủy viên Bộ Chính trị Hoàng Trung Hải. Xem ra vây cánh của ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ chịu thêm một lần đại phẫu nữa trước khi những mặc cả nếu có được đưa ra trước thềm Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.